Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin chi tiết. Để rèn luyện sức khỏe trong mùa dịch, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã chuyển sang tập luyện tại nhà hoặc online thông qua ứng dụng trực tuyến. Trong đó các bộ môn được lựa chọn chủ yếu là nhảy Zumba, yoga, tập fitness. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên và vẫn đảm bảo được khung giờ như khi tập ở phòng tập. Thay vì phải ngừng hoạt động thể dục thể thao trong thời điểm dịch Covid kéo dài như hiện nay, thì việc duy trì tập luyện được nhiều chuyên gia về sức khỏe khuyến khích. Như vậy chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khó mắc bệnh hơn, cũng như dễ hồi phục hơn trong trường hợp mắc bệnh. Để phòng chống dịch Covid-19, nhiều người dân tại xã Vĩnh Sáo, huyện Kim Động đã chuyển sang tập các môn thể thao cá nhân. Vào hai buổi sáng sớm và chiều muộn, người dân thường tập các môn thể thao là đi bộ và đạp xe đạp. Mọi người thường đi giải rác vào khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, đảm bảo không có nhiều người cùng tập thể dục tại cùng địa điểm. Cùng với đó, người dân cũng trang bị các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của người dân là rất chính đáng. Vì vậy rất cần những cách làm vừa đảm bảo phòng dịch, vừa rèn luyện sức khỏe như người dân xã Vĩnh Sáo, huyện Kim Động đang thực hiện. Nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19, nhiều người dân thành phố Hưng Yên đã tiếp tục duy trì các hoạt động thể thao cá nhân, thể dục tại nhà. Các môn thể thao cá nhân được lựa chọn phổ biến như đi bộ, đạp xe đạp, tập yoga, tập Zumba theo YouTube, tập tạ hoặc tham gia tập luyện tại các địa điểm công cộng có bố trí các thiết bị thể thao miễn phí. Đa số người dân khi tham gia tập luyện thể dục thể thao cá nhân ngoài trời đều chủ động đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Hành động này giúp người dân có thể duy trì sức khỏe và vẫn đảm bảo được an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay. Từ đầu dịp hè, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động thể thao đông người bị tạm dừng. Gần 50 em thanh thiếu nhi ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu đang theo học võ karate tại võ đường Đức Lâm chuyển sang tập luyện tại nhà theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Hàng ngày các em dành khoảng 1 tiếng buổi chiều để ôn tập các bài tập phù hợp với điều kiện tập ở gia đình mình như khởi động tay chân, những kỹ thuật căn bản, bài đấm, oizuki, đá tống trước, đỡ, gạt. Đây là các bài tập giúp các võ sinh duy trì thể lực, rèn luyện sự nhanh nhẹn, dẻo dai và đức tính kiên trì. Đồng thời thanh thiếu nhi có thêm hoạt động lành mạnh bổ ích khi nghỉ học ở nhà. Thưa quý vị và các bạn, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, mọi cơ quan trong cơ thể đều sẽ lão hóa, đó là quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên, duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người nói chung và người cao tuổi nói riêng. Nó giúp cải thiện sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự dẻo dai, minh mẫn và giúp cho người cao tuổi có thể sống vui, sống khỏe. Đây là hình ảnh tập luyện thể thao, thói quen hàng ngày của bà Mai Thị Bình, 72 tuổi, ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Bà đã duy trì tập luyện thể dục thể thao được hơn 10 năm với nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền hơi. Và giờ, bà lựa chọn tập luyện môn dưỡng sinh để phù hợp với sức khỏe của mình. Trước đây, bà tham gia tập cùng câu lạc bộ quyền quạt của thị trấn. Nhưng từ khi dịch Covid bùng phát thì bà duy trì thói quen tập luyện thể thao tại nhà để rèn luyện sức khỏe. Tôi duy trì cũng hơn chục năm nay rồi. Trước chưa có dịch là tôi cứ thường xuyên là tôi đi tập. Khi tham gia thể dục thể thao tôi thấy sức khỏe nó khỏe mà khoan khoái dễ chịu. Có dịch thì là tôi không đi tập được thường xuyên như ở ngoài thì là tôi tập ngay tại nhà. Sáng nào tôi cũng tập, cứ duy trì đều như thế. Cũng giống như bà Bình, thói quen tập thể dục thể thao được bà Hoàng Thị Lưu, đường Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên duy trì nhiều năm nay. Trước đây bà mắc nhiều bệnh như gan, tim mạch, xương khớp và tiểu đường, sức khỏe yếu. Bà đã tìm hiểu và nhận thấy tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao hàng ngày đối với sức khỏe con người, nên bà đã duy trì thói quen tập luyện thể thao đến nay đã được trên 50 năm. Tôi tập yoga thì tôi thấy là người nó rất là khỏe, bởi vì là người nó mỏi mệt, tập yoga xong tôi cảm thấy người rất sảng khoái và các bệnh tật thì nói chung là cải thiện rất nhiều. Mà năm nay tôi 78 tuổi, tôi vẫn đi lại nhanh nhẹn. Chúng tôi rất là chú trọng đến cái thành lập các cái câu lạc bộ, đặc biệt là câu lạc bộ nâng cao về thể trạng sức khỏe cho người cao tuổi nói chung. Hiện tại thành phố Nghiên bây giờ là có 159 câu lạc bộ, trong đó có rất nhiều đối tượng là người cao tuổi tham gia. Cái lợi ích của cái việc rèn luyện thể dục thể thao, chăm lo cải thiện sức khỏe nói chung, trong đó có lớp người cao tuổi là một vấn đề vô cùng quan trọng. Việc duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, mỗi người cần lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với thể trạng, sức khỏe và độ tuổi để có thể đem lại hiệu quả tốt nhất, giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe bên gia đình.
và giúp ích cho cộng đồng xã hội. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.